all twerking like Molly. Twerking like Molly. Hello, hiện tại là bọn tôi đang có mặt tại Sầm Sơn đấy. Đang đợi xe để đi ra bãi biển. Còn trưa thì đang vắng người lắm này. Đang đi dần dần để bắt xe. Quay trường cấp 3 này. Rồi, bây giờ đi lên xe rồi. Đứng ở đây đợi xe là đi ra bãi biển thôi. Nắng quá. Ok, giờ lên xe. Xe này siêu xe này. Còn gì nhỉ? Mini Cooper. Hơi bị lắm tiền đó. Còn này đắt lắm. Ra chỗ cua à? Ra đi đâu? Trăm đi. Ra chỗ cua đi. Đúng à? Ra giờ đi ăn. Đi chặt hàng. Đường nhanh chiều đi chơi. Nghịch các kiểu. Ra đến biển rồi. Giờ tìm chỗ hàng ăn được. Ôi, đội hơi đen. Tí nữa xuống tắm biển, rồi đi cano các kiểu. Chơi rồi. Ta còn lấy cái tàu, người ta chiếu cái số kia mình bám lên lửa. Ông như đen lửa đúng không? Không chết được, không chết được. Ok, bọn tôi đang ăn cơm để tí nữa ra kia. Ăn xong rồi bắt đầu mới ra đi tắm biển. Ở đây đông quá, phải chọn một cái chỗ này cho nó đỡ tiếng người đi cho họ. Lúc nãy đi xuống đây mấy người nhận ra rồi. Vào đây họ đỡ nhận ra. Thử miếng mực chiên xem. Mời các bạn nhé. Mực ăn như mực. Anh lấy cơm em ơi. À, anh lấy cơm bọn em anh ơi. Chấm thử cái nước này nào. Rồi cay đấy. Cay quá. Cay quá. Chấm cái này truyền thống. Bây giờ chắc có lẽ là tập trung ăn xong tí nó ra đi dập. Ok, cuối cùng đã ăn xong rồi ạ. Nó này đánh chén bay sạch rồi. Ăn nó đỡ phí tiền. Ăn đi. Ăn đi. Leo lên. Cứ tưởng tượng là tôm hùm ăn đi. Ngon ngoan lên tí. Ăn đi. Ăn đi. Không phải ngại lên tivi ngại. Ngon. Đấy ạ. Ở biển khác ở nhà. Ngon các bạn. Ôi. Cứ ăn đi. Ngon như đồ biển. Đồ biển, ăn như đồ biển. Ngon. Bắt được cậu ra rồi. Cười đấy bạn. Hạ bộ ra. Ok. Ăn nhanh lên đi nào. Đi ra biển chơi. Không cãi đẹp không? Đi ăn ghẹ 50 cân. Nãy giờ. Ok, giờ đi xuống biển luôn thôi. Ok,
Ok, cuối cùng cũng đã ra đến bãi biển rồi. Nắng quá. Có phá hộ cái cặp lại các. Giờ nắng quá tôi chưa muốn tắm. Tí nữa mới tắm. Và bây giờ ngồi chỗ nào được? Hay không tắm ở đây? Tí nữa. Tí nữa tôi mới tắm. Biển đẹp chưa các bạn? Đố mọi người đây biển nào đấy. Đợi bây giờ ngồi nghỉ tí đã, rồi tí tôi mới xuống tắm. Bây giờ đang còn sớm, chưa muốn tắm. Ok, bây giờ bọn tôi ra biển tắm luôn thôi. Được giờ đẹp để tắm rồi. Cano. Cảm giác là lần đầu đi mô tô nước xem như thế nào. Ai chở cái xe này đó. Lên đi. Phải có người like. Mà đây. Chú ơi. Chú ơi. Không chạy hay là sao? Nếu như chú thích tự lái thêm 100 bên này mà quay này cho nó sướng như đây thì khách vừa thêm này. Không, anh ngồi đằng sau chứ, nhưng mà đi. Giờ thì xuống rồi. Say mẹ nó sóng rồi. Cứ thế mà. Tôi tắm xong bây giờ ra đây lượn xe. Bê hơn con tê tê. Đoạn về khắp tỉnh. Một số tỉnh bản, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Quá mệt mỏi. Cùng đông đảo nhân dân và du khách trong nước quốc tế. Giờ may mà có cái xe này thôi mà đi đó. Không muốn nãy giờ đi mỏi chân, đi khủng luôn. Giờ tôi chỉ muốn có cái xe
xe máy của tôi dở ở đây. Ok, cuối cùng cũng đã về được đến nhà rồi. Thực sự là ngày hôm nay đi rất là mệt luôn. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ bấm like và share cộng đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều clip hấp dẫn hơn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye.